bản chất bất động sản ở Việt Nam của mình trong 20 năm tới nó vẫn là một tầm nhìn chà bá lửa các bạn nha. Thứ nhất, mức độ đô thị hóa Việt Nam mình rất là thấp, có nghĩa là dân vẫn tập trung ở nông nghiệp, vẫn tập trung ở vùng quê nhiều và xu hướng vẫn đổ về đô thị. Hiểu không ạ? Và chắc chắn vẫn đổ về đô thị thôi. Bây giờ các bạn hình dung Sài Gòn nó như thế này. Bây giờ càng lúc càng nhiều người đổ vào thì sao, đất nó tăng lên. Thế thôi. Và khi mà người ta không đổ về được Sài Gòn, ta sẽ làm gì? Ta đổ về những cái vùng đô thị ở tỉnh, đô thị ở nông thôn. Và nó mọc lên phường, xã, thị trấn, ba la kiểu vậy đó. Thì mức độ đô thị nó tăng lên, bất động sản tăng. Và thứ hai các bạn đi á, cao tốc Việt Nam chưa nhiều, đặc biệt là trong miền Nam, cao tốc miền Bắc không ạ? Miền Nam rất ít cao tốc và sân bay cực kỳ ít, đặc biệt là miền Tây cực kỳ ít. Và trong 10 và 20 năm tới, cao tốc sẽ chạy rất là nhiều ở dưới miền Tây và Tây Nguyên. Thì cao tốc lên thì sao? Giao thông tất cả thứ thay đổi, cơ sở hạ tầng thay đổi, tăng trưởng lên, bất sản tăng, dễ dàng dễ hiểu. Số 3, vốn đầu tư nước ngoài sẽ dồn Việt Nam. Lý do tại sao như vậy? Đơn giản đó các bạn. Mỹ bây giờ gửi lãi suất ngân hàng nó cho vay có 1-2% thì các bạn gửi lãi suất ngân hàng được bao nhiêu phần trăm? Bên Hồng Kông cũng vậy, bên Nhật cũng vậy, Hàn Quốc cũng vậy, gửi lãi suất ngân hàng cực kỳ thấp. Nguồn tiền đổ Việt Nam đầu tư xây gì? Xây khu công nghiệp, mua đất, mua bất động sản. Họ mua với vai trò là hợp tác, và Việt Nam mình vẫn chưa cho người nước ngoài mua bất động sản, chỉ cho mua chung cư, chưa cho mua đất. Cho nên là cái chuyện bất động sản tiềm năng trong 10 và 20 năm tới nó rất là ok, rất là tốt. Bản thân tôi là cực kỳ ghiền bất động sản, tôi mua rất là nhiều và tôi có tiền là tôi đi mua đất. Tôi nói thế thôi các bạn, còn lại các bạn tự hiểu. Và đó vẫn là quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư các bạn nha. Now and then she tried to run, and then on the night with the setting sun, she went in the woods away, so afraid. Don't go there, there's creatures who are hiding in the dark. Then something came creeping, it told her, don't you worry, just